Rồi chắc là mình bắt đầu luôn nha. Hôm nay quên, hôm nay là không phải là ngày lễ, bởi vì mấy anh em là giờ này vẫn còn là đang đi làm, chưa có join được. Nhưng mà thôi, ai không join được thì coi lại trên YouTube sau. Nhưng mà cái gì cũng vậy đúng không? Donate rồi thì coi trực tiếp cho nó hay mà làm theo luôn chứ. Coi đá banh thì coi trực tiếp nó mới hấp dẫn chứ. Nhưng mà coi lại thì đâu hay. Ok, thì mình cũng nhắn trên group rồi ha. Hôm nay mình sẽ làm một cái smart contract ICO. Thì nó sẽ như thế này, mình sẽ hướng dẫn cho anh em làm cái này. Đây. Cái này là ICO ha, mình sẽ làm ở trên cái Binance Smart Chain Testnet. Đó. Mình sẽ hướng dẫn cho anh em làm một cái này để mình log out ra cái đây. Thì ở đây thì mình sẽ disconnect. Đây, mình sẽ hướng dẫn cho anh em làm như thế này. Thì đây là một cái trang ICO cơ bản là để mình bán ICO, có nghĩa là mình sẽ bán cái token mà mình mới vừa viết á. Mình bán cái con này, cái con Floppy Dasso nè, mình sẽ bán ICO cái token của mình. Và mình sẽ làm một cái smart contract để bán ICO, và mình sẽ làm một cái front end như thế này. Thì đối với yêu cầu của cái smart contract ICO này á, mình sẽ bán theo gói, và mình sẽ bán theo hai cái đơn vị tiền tệ, nghĩa là mình sẽ bán để mình thu về BNB và mình thu về USDT theo các cái gói như thế này. Và một cái phần quan trọng nữa là một cái phần mà Connect Wallet nè, cái phần mà kết nối ví nè. Thì một chút nữa mình cũng sẽ hướng dẫn cho anh em làm luôn, nhưng mà không biết là có làm kịp hay không. Mà nếu mà làm kịp thì mình làm, còn nếu mà setup project mà lâu quá thì mình để qua cái workshop sau. Thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em kết nối cái ví, xong rồi nó sẽ hiển thị cái số dư BNB và cái số dư APT. Cái này là tại vì cái một cái token khác mà mình đặt tên là APT. Cái này là ở trên cái trang demo mấy cái sản phẩm của group. Thì nó sẽ như thế này, kết nối ví xong ha. Thì á, nếu mà mình mua 0,01 BNB thì mình sẽ được 1.000, nếu mà mình mua vô đây thì sẽ được vô đây APT. Còn cái này là cái giá cho USDT. Thì cái này là tất cả những cái này là mình sẽ set được hết ở trong smart contract ha. Thì khi mà mua thì mình sẽ approve cái BNB đây, 0,02 BNB là mình sẽ mua 0,02 BNB thì mình sẽ được 2.000 APT. Đấy, thì khi mà confirm xong á thì 0,02 BNB này nó sẽ chạy về cái ví dApp và sẽ có 2.000 APT nó chạy về trong cái ví của mình. Thì đó là cái mục đích của cái bán ICO này. Thì smart contract thì mình đã hướng dẫn nhiều rồi, thì nó cũng tương tự như là đây. Khi mà mua xong ha, nó sẽ có cái transaction hash luôn, buy ICO successful. Khi mà mình bấm vô đây á, thì mình sẽ check được cái transaction hash đó, là token nó sẽ transfer 2.000 token về cho mình đây, về cái địa chỉ ví của mình, gọi cái hàm buy token đây. À, chắc được. Đấy, thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em làm cái ICO này từ cái lúc mà viết smart contract luôn. Rồi thì smart contract thì chắc là mình làm nhanh thôi, tại vì nói nhiều quá rồi. Thì để mà làm cái đó, đầu tiên là mình bán cái thằng floppy này mình đã có rồi. Config đâu, config config.json, đây mình đã có thằng floppy rồi. Thì bây giờ á, mình sẽ cần một cái ICO smart contract và một cái mockup token để mình mockup cái đồng USDT á, tại vì ở trong đó mình sẽ bán bằng bằng USDT nữa, do đó mình sẽ làm một cái đồng mockup USDT. Ok rồi, bây giờ mình sẽ thêm USDT thì mình móc cái thằng này qua thôi, sửa tên lại USDT USDT và USDT. USDT
Rồi, thì mình sẽ có một cái đồng USDT ha. Rồi, mình sẽ nêu một cái nữa mình gọi là FLB Ground Sale. Thì cái smart contract thì chắc mình không để nhiều nữa, mình không giải thích nhiều nữa, tại vì hai cái workshop trước mình nói quá kỹ rồi. Thì anh em nào mà muốn đọc kỹ á, thì lên Git commit cái contract này về rồi bắt đầu mình làm thôi. Thì ở đây nó đặt tên là Impetus Ground Sale, nhưng mà cái này phải là FLB, nhưng mà ở dưới này nó có dính gì nhiều không? Bye. Rồi, để mình sửa lại ha. Bây giờ mình sẽ không có bán cái đồng này nữa mà mình sẽ bán FLB. Ok. Rồi, thì mình giải thích một tí, thì cái này á là nó sẽ có các cái event khi mà người ta mua ICO, hoặc là khi mình set cái red có nghĩa là một cái đồng mà stablecoin thì sẽ mua được bao nhiêu cái đồng token của mình, thì mình sẽ set ở trong cái red. Ở trong cái constructor này á thì mình sẽ truyền vào hai cái red. Cái wallet này là cái wallet của cái thằng mà ví ví dép á, truyền vào cái ví, có nghĩa là khi mà người ta mua là cái tiền nó sẽ chạy về cái ví này. Và cái mình set cái ICO token, nghĩa là mình sẽ token nào. Ngoài ra mình sẽ set cái USDT và BNB red. Thì thật ra cái này nói là USDT thôi, nhưng mà khi mà mình chạy á, ví dụ mình không muốn là USDT, mình muốn là BUSD gì đó, thì mình có thể set lại bằng cái hàm này. Thì mình muốn bán bằng cái đồng nào thì mình set cái hàm đó thôi. Rồi sau đó mình cũng có thể set lại cái red nè. Rồi quan trọng nhất là cái hàm buy nè. Thì đây cái hàm buy thì khi mà người ta mua thì nó sẽ gọi cái hàm này, buy token buy BNB. Thì khi mà mua nó sẽ check nè ha, nó sẽ check các cái điều kiện amount gì đó, check coi có đủ tiền hay không. Sau đó là nó chuyển nè. Đây, nó sẽ chuyển đây. Ai vào đây. Đây thì nó ở đây là nó sẽ chuyển nè. Đó, nó sẽ chuyển token nè. Sau đó nó sẽ emit cái event là buy token buy BNB, và cái tiền mà người ta chuyển á, cái này là chuyển token nè, còn chuyển BNB về ví dép nè, là ở đây ha. Ở dưới cái hàm mà buy token buy USDT cũng vậy, mà thay vì chuyển BNB thì nó sẽ chuyển USDT. Còn ở dưới đây là một số cái hàm get function để cho cái front end á, nó muốn hiển thị cái gì lên thì nó sẽ gọi mấy cái hàm get function này nó get lên. Ngoài ra sẽ có cái hàm withdraw và cái hàm withdraw ERC, để trong cái trường hợp mà user người ta không biết á, người ta chuyển tiền thẳng vô trong đây, hoặc là cái tiền nào nó bị kẹt vô trong này á, nó không có ra được á, thì owner người ta sẽ gọi cái hàm rút để người ta rút tiền, hoặc là người ta rút một cái token nào đó từ cái smart contract này ra. Thì cái này là một cái smart contract về ICO rất là cơ bản thôi. Nếu mà anh em nào mà muốn tìm hiểu sâu á thì có thể là đọc cái template của thằng OpenZipLink á. Thì mình cũng có làm một cái video về về cái đó. Thì mình sẽ để cái đường link của cái video cũ á, nó có nhiều kiểu lắm. Có thể post được, rồi có thể whitelist, rồi có thể retrieve token, rồi có thể cấm bán gì tùm lum hết. OpenZipLink nó có nhiều cái template để mình ICO lắm. Còn cái này là cái dạng đơn giản nhất thôi. Ok, rồi. Thì mình đã có cái này rồi, để compile thử coi có lỗi gì không. Test compile. Rồi, như vậy là đã compile xong. Vậy là mình đã có USDT nè, có Floppy nè, có ICO nè. Rồi, compile ok rồi. Test thì chắc mình bỏ qua nha. Test thì mất thời gian quá. Bây giờ mình sẽ deploy luôn. Mình sẽ deploy lên BSC test. Rồi, trước khi deploy thì anh nghĩ qua cái deploy script coi. Đây, ở đây mình đã update, mình đã deploy hai thằng này rồi đúng không? Cái này là deploy thằng Floppy nè, cái này là deploy thằng Vault nè. Comment nó lại. Rồi, bây giờ mình sẽ deploy
Deploy cái thằng USDT. Deploy cái này dễ, cái nào dễ làm trước đi. Cái này sẽ là USDT nè. USDT nè. Away. Config, update config. Man. Rồi, ok, deploy cái thằng USDT trước. Đây, USDT địa chỉ này, bây giờ verify source code nó. Chờ một xíu, lâu quá. Rồi xong. Verify, open nó lên coi. Verify đây. USDT. Read write đúng chưa? Write contract. Add thằng USDT vào coi. Rồi, đã có USDT. Ok. Rồi bây giờ thì mình sẽ deploy tiếp cái thằng ground cell. Ground cell. Ground cell rồi, comment nó lại. Ở đây là mình đẩy nó là ICO đi. Trong này nó là cái gì đây? Trong này nó sẽ là FL ground cell. Này là ICO chấm deploy console log ICO chấm address thì cái này sẽ là ICO chấm address config ICO này sẽ là ICO khoan nha, nhưng mà cái thằng này deploy nó sẽ có cái argument. Để coi ha, argument thì để bla 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 bla, đóng bớt cái này lại đi. Argument 1 2 2 3 4. Rồi. Đầu tiên sẽ là BNB red, thì cái BNB red này mình sẽ để cái gì đây? Rồi BNB red, nếu mà để cho cái kia là mình sẽ để bằng quay đúng không, thì ngay chỗ deploy mình sẽ truyền tham số vào để 1.000 đi, sau đó tới USDT red mình để là 100 đi. Rồi ICO chấm await ICO chấm deploy cái thằng này phải là vậy này. Ê, này chứ đúng rồi. Rồi
Sau đó là tới cái gì nữa? Sau đó là tới tới cái địa chỉ ví của địa chỉ ví của cái thằng dev, và tới cái địa chỉ của cái token. Rồi. Ví thằng dev thì cho nó về thằng nào đây? Ví thằng dev thì cho nó về thằng này đi, cho nó về withdraw đi. Đây, ví thằng dev. Rồi, ví thằng dev xong rồi sẽ tới ví của thằng withdraw. Ví của thằng token, địa chỉ của thằng token, địa chỉ của thằng token thì qua đây lấy. Mình sẽ là thằng floppy. Rồi, sau đó console lock lại, sau đó là set config, sau đó là update config. Config.setconfig bỏ này đi. Rồi, deploy nó thôi. Mấy cái thông số lúc mà deploy thì tại vì mình để vô trong cái constructor luôn, để chút verify mình verify luôn. Còn nếu không thì mình kèm theo cái hàm set cũng được. Rồi, deploy xong. Deploy xong thì bây giờ sẽ verify. Verify thằng nào đây? Config verify thằng ICO BSC test nè. Xong rồi tới cái địa chỉ, xong rồi sẽ tới cái argument, cái list argument nó sẽ đứng sau ha. Argument đứng sau thì mình cứ đưa argument này vô thôi. Mình sẽ đầu tiên là 1.000. Sau đó tới là 100. Sau đó tới thằng này. Và sau đó tới thằng này. Đợi. Rồi, verify FLP ground cell. Rồi, xong ha, lên ha. Lên sóng. Rồi, bây giờ thì coi như là cái phần smart contract đã xong rồi đó. Thì bây giờ tới cái phần mà front end, tại vì đối với cái ICO này á nó không có back end, nó chỉ giao tiếp trực tiếp với lại cái smart contract thôi. Thì front end thì mình sẽ để viên hướng dẫn cho anh em ha, viên vô C nha viên. À, vô C nha, nhớ quay màn hình lại để xong rồi gửi cho anh nha. Bên trên máy mắc nó có quay màn hình đúng không? Quay màn hình quay tiếng rồi luôn. Rồi, chị gửi cho em cái file config này là được rồi đúng không? Đây, đồ chơi đây. Có cần chuyển transfer ownership gì không? Rồi, ok. Rồi, vừa làm vừa giải thích cho anh em nha. Anh cũng ngồi anh học luôn. Rồi, ok.
Thank you.
giờ mình sẽ xét lại ha, có nghĩa là bây giờ mình cái chỗ đó, cái lỗi á, là ngay cái chỗ này đây, cái đó là buy token buy USDT, mà nếu mà mình check MSG sender chấm ba lần à, cái chỗ này á là mình đang check cái ba lần của US của BNB, có nghĩa là mình phải copy cái khúc này lên nè, nghĩa là token chấm ba lên hết phải bằng cái chỗ này, nhưng mà cái này là do cái smart contract nó bị lỗi thì chỉ cần sửa lại cái khúc này xong rồi deploy lại xong rồi phải set lại, nhưng mà mất công quá thì thôi mình cứ set cái red của nó bằng với lại thằng kia đi, thì để cho nó nhanh đó mà, để test cho anh em xem, còn nếu mà đúng mà làm thì mình sẽ phải sửa lại, thì mình set lại cái red. Ok, chờ nó set cái red coi. Rồi ok ha, bây giờ mình sẽ check lại cái red của nó. Rồi. USDT red 10.000, BNB red 10.000 rồi ok, đó test lại đi Viên ơi. Rồi thì chắc là cũng chỉ có vậy thôi ha. Rồi cái này là một cái dạng mà giao tiếp smart contract rất là cơ bản thôi. Thì nếu mà anh em mà nào mà muốn vô xem thử thì vô đây. Thì mình làm y chang như cái trên này ha, cái phần invest nè, cái phần này thì đã làm đã test kỹ rồi. Thì cứ cứ vô đây rồi rồi mình sẽ trải nghiệm thử cái chỗ mà mình mua bán ICO xem nó như thế nào, thì chắc có thể là sau này làm thêm mấy cái full set đồ này nọ cho anh em lấy token test đồ này kia cho nó hoành tráng. Rồi đấy, thì thấy may mà làm đi cái này là mình đã làm rồi, nguyên một team đã làm rồi mà cắt ghép rồi đã cắt phong end rồi viết smart contract rồi đã làm rất là nhiều rồi, nhưng mà khi vô làm vẫn là lỗi, nhưng mà do đó mình cứ nói anh em hoài, ngồi ngồi nhìn mình làm thì không có tiến bộ đâu, thì cố gắng mà làm xong rồi đụng lỗi xong rồi fix thì vậy tiến bộ nó mới nhanh. Thôi chắc cũng 2 tiếng rồi, chắc mình stop ở đây thôi. Rồi cảm ơn Vi nha, cảm ơn anh em nha.